Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Video này tôi sẽ xem vận tháng 10, tháng 11 dương lịch. Bước vào 17 tháng 10 sẽ qua tháng Bính Tuất. Tức là từ 17 tháng 10 cho đến ngày 14 tháng 11 dương lịch là tháng Tuất. Tháng Tuất có những sự kiện gì với 12 con giáp? Mời các bạn cùng xem. Chữ Tuất hợp với các tuổi Dần, Ngọ hoặc là Thân, Dậu. Lục hợp với Mão. Tuất xung hại phá hình với các tuổi Thìn, Dậu, Mùi, Sửu. Nếu hợp là tốt, nếu xung khắc là xấu. Mức độ tùy vào bạn khuyết ngũ hành gì. Ví dụ một người khuyết hỏa thổ gặp Tuất là có lợi. Thông thường người sinh cuối năm vào các tháng Hợi, Tý, Sửu, Dư, Thủy sẽ cần hỏa. Ngược lại, người sinh tháng Tỵ, Ngọ, Mùi tầm tháng 5, 6, 7 và đầu tháng 8 dương lịch thường là kỵ hỏa, gặp Tuất là bất lợi. Trường hợp khác, người sinh tháng Tuất rơi vào khoảng giữa tháng 10 cho đến giữa tháng 11 dương lịch thì rất là bất lợi. Người sinh tháng Tuất và tuổi Tuất gặp năm tháng có Tuất là phạm phục ngâm, không phải điều lành. Trong mệnh lý, kỵ gặp lại hoặc là xung khắc. Tháng Tuất xấu nhất với ai tuổi Tuất sinh tháng Tuất hoặc ai tuổi Thìn, vì Thìn Tuất tương xung. Nghĩa là ai tuổi Tuất hoặc sinh tháng Tuất và tuổi Thìn gặp lại Tuất đại diện cho ảnh hưởng đến sức khỏe, thị phi và có thể hao tài. Tuất là sao hoa cái của tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Sao hoa cái nói về tài hoa, danh tiếng, thị phi và cô đơn. Nữ có mật mã này hoặc là gặp năm tháng có sao hoa cái, cá tính vô cùng mạnh mẽ. Tức là các tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp Tuất là gặp sao hoa cái. Tuất là sao quả tú của Hợi, Tý, Sửu. Mệnh lý có khẩu quyết nam kỵ cô thần, nữ kỵ quả tú. Nữ gặp sao quả tú là mật mã cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Tuất là sao hồng loan của Tỵ. Sao hồng loan này đại diện cho có tình yêu hoặc là kết hôn. Tuất là sao hồng diễm của mệnh ngày sinh Canh Kim, là sao đào hoa của nữ giới. Phần tôi vừa trình bày là các mật mã của tháng Tuất. Nếu bạn khuyết hỏa thổ là điều lành, kỵ hỏa thổ thì không tốt. Các bạn lưu ý, vận của tháng là một phần, sẽ không ảnh hưởng lớn bằng đại vận hoặc tiểu vận. Tiểu vận tức là mỗi năm. Năm nay là năm Canh Tý thuộc Kim Thủy Quản. Ai khuyết Kim Thủy và không bị xung khắc là tốt. Ai kỵ Kim Thủy và bị xung khắc thì vô cùng vất vả. Thường là người sinh tháng 9 10 dương lịch mùa thu dư Kim là kỵ Kim. Người sinh tháng Hợi Tý mùa đông dư Thủy là kỵ Thủy, gặp năm Canh Tý không phải thuận lợi. Năm Canh Tý này xung khắc với ai tuổi Tý Ngọ, hại phá hình với ai tuổi Mão Dậu Mùi. Thiên can canh thuộc Kim xung khắc với ai sinh mệnh ngày Bính hoặc Giáp. Tương tự, năm 2021 Tân Sửu là do Kim Thổ quản. Thiên can Tân thuộc Kim xung khắc với ai sinh mệnh ngày Ất và Đinh. Sửu xung khắc với ai sinh năm Sửu và Mùi. Năm Sửu hại phá hình với ai có tuổi Ngọ, Thìn, Tuất. Ngày tháng năm là vận, ta không thể thoát khỏi bánh xe thời gian. Dù ở vận tốt hay vận xấu, nếu tâm tính lạc quan, kiên trì nhẫn nại, giúp đỡ mọi người thì vẫn có thể hóa hung thành cát. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.